Hôm nay mình cảm thấy vui, thật là vui cơ ạ. Có một khách ở Cần Thơ có mua cây trà của mình. Anh mua từ hồi tháng 5. Và hôm nay thì nó nở cái bông hoa đầu tiên và anh ấy cũng rất là vui, anh quay lại cái video cho mình. Nữa nữa là trong cái video anh ấy có chia sẻ về cách trồng và chăm sóc cái cây trà. Thì các bạn sẽ tham khảo cái cách thức anh trồng và chăm sóc cây trà để cũng làm theo để có thể trồng được ra những cái chậu trà rất là đẹp. Rất cảm ơn anh ạ. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã chăm sóc những cái cây rất là tốt ạ. Hello, chào chị chủ shop. Đây là cây trà Tứ Quý nha. Em ở Cần Thơ, lúc trước em mua của chị nè. Hôm nay nó ra hoa được hai cái hoa nè chơi. Hoa này là mới nở nè. Còn cái này là mới búp búp mà. Còn nụ nhóc cái trơn, quá trời nụ luôn. Đây là mấy cây trà, trà giống là lúc trước cũng mua của chị luôn nè. Hôm nay nó cũng ra tược, ra bông hết trơn luôn. Đây nó còn nụ nhiều lắm, mấy cái trà tứ quý này còn nụ nhóc. Này. Này cái búp này quá trời đẹp luôn. Đây là cái bông nở căng ra luôn. Đây. Đây, sau khi mua của chị về nè là em bắt đầu em mới lấy cái này là phân bò nè, phân bò ủ mục nè. Rồi cái này là gì? Than, than sỉ than. Rồi cái này là đất với chấu với sơ dừa, trộn ba thứ này lại rồi em trồng. Tới hôm nay đã ra được hai cái bông. Quá trời đẹp luôn. Và còn nụ rất nhiều nụ. Và cái này là để trong cái nhà lưới nha. Không nhà lưới là bữa cháy hết mấy lá. Rồi đây là mấy cây trà con, trà giống lúc trước mua của chị luôn đây. Hôm nay nó cũng ra tược hết rồi. Đây. Đây. Đây hồi bữa trộn dư đất trồng được mấy cây nha đam nữa. Đây là cái chậu đây. Đây là đây. Rồi thôi em quay cái clip này để báo cáo với chị là cái tình hình cây trà của chị là ra bông rất đẹp nha. Thôi cảm ơn chị nhiều luôn nha.